Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lượng mưa trung bình kể từ mùa lũ trong đất liền đạt 280,6mm, phá kỷ lục trong những năm gần đây. Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ về các chính sách của Hội đồng Nhà nước về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Wang Yawei, người đứng đầu Phòng Dịch vụ Công và Giảm nhẹ thiên tai khẩn cấp của Cục Khí tượng Trung Quốc tiết lộ rằng, kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào ngày 17 tháng 3, cả nước đã có lượng mưa trung bình là 280,6mm, nhiều hơn 10,7% so với cùng kỳ của năm trước và cao nhất trong lịch sử kể từ năm 2017. Lượng mưa thể hiện đặc điểm của hai vành đai mưa ở phía Bắc và phía Nam. Ở phía Nam, lưu vực sông Châu Giang có lượng mưa nhiều nhất trong cùng thời kỳ trong lịch sử, và ở phía Bắc, lưu vực sông Liao Hê có lượng mưa nhiều thứ hai trong cùng thời kỳ trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 15,8 độ C, cao hơn 0,7 độ C so với cùng kỳ. Bão Chaba gây thiệt hại về cơ sở vật chất ở nhiều tỉnh thành trong đất liền. Wang Yawei đã phân tích 5 đặc điểm chính của khí hậu quốc gia kể từ mùa lũ năm nay như sau. Thứ nhất, có quá nhiều mưa bão ở phía Nam và các khu vực đổ xuống chồng lên nhau. Cho đến nay đã có 18 trận mưa bão khu vực. Thứ hai, cường độ mưa cao và các cực đoan là rõ ràng. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây là lớn nhất trong lịch sử, cùng thời kỳ kể từ các hồ sơ khí tượng. Đặc biệt, trong đợt nước thuyền dầu ở Nam Trung Quốc, lượng mưa tích lũy ở Quảng Đông, Quảng Tây và phần trung tâm và phía đông của đảo Hải Nam nói chung là 200-500mm và một số khu vực đạt đến 600-1000mm. Thứ ba là bão đổ bộ muộn và ảnh hưởng trên diện rộng. Cơn bão Chaba đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay muộn hơn và mạnh hơn bình thường. Hoàn lưu còn lại của bão Chaba đã ảnh hưởng đến 16 tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, lượng mưa hàng ngày của hơn 60 trạm ở Hà Nam, An Huy và những nơi khác đã đạt cường độ mưa cực lớn. Thứ tư, thời tiết đối lưu khắc nghiệt thường xuyên xảy ra và các thảm họa cục bộ gây ảnh hưởng nặng nề. Tổng cộng hơn 470 quận ở 26 tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu khắc nghiệt như mưa đá, dông và gió mạnh, và 17 cơn lốc xoáy đã được xác nhận. Thứ năm, nhiệt độ trong tháng qua đạt mức cao kỷ lục, nhiệt độ trung bình là 21,3 độ C, cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,9 độ C, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Kính thưa quý vị, lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 21,805 triệu lượt người và số người chết và mất tích đã giảm hơn 70% so với mức trung bình 5 năm. Công tác phòng chống lũ lụt quốc gia sẽ bước vào thời kỳ quan trọng 7 lên 8 xuống. Dự kiến từ tháng 7 này đến tháng 8, lượng mưa nhiều hơn ở khu vực phía Bắc, Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc và các nơi khác. Lũ tai họa sẽ nặng nề hơn. Hôm nay, Yu Shewen, Tổng thư ký của trụ sở quốc gia phòng chống lũ lụt và hạn hán, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã giới thiệu tại cuộc họp chính sách thường kỳ của Hội đồng Nhà nước rằng, kể từ đầu năm nay, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp tới 21,805 triệu nhân dân, thiệt hại về kinh tế là 64,76 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt đã làm 40 người chết và mất tích, giảm hơn 70% so với trung bình cùng kỳ 5 năm qua. Yu Shewen giới thiệu rằng kể từ đầu mùa lũ đã có 18 trận mưa bão khu vực ở Trung Quốc và con số ở Nam Trung Quốc và Phúc Kiến đã tăng từ 20% đến 100%. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây là nhiều nhất kể từ khi có hồ sơ khí tượng và lượng mưa ở trung tâm Quảng Đông, Bắc Quảng Tây và Bắc Phúc Kiến đều vượt quá 1.200mm. Trong năm nay, 487 con sông trên cả nước đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo, 40 con sông vượt quá mực nước đảm bảo và 13 con sông trải qua trận lũ lớn nhất kể từ kỷ lục được ghi nhận, chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giang Tây và sông Châu Giang hai lần. Lũ lụt lớn hơn xảy ra ở sông Bắc Giang. Yao Wenwang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước, đã giới thiệu tại cuộc họp rằng có tổng cộng 9 trận lũ được đánh số đã xảy ra trên các con sông lớn trên cả nước, nhiều nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 1998. 7 trận lũ lụt được đánh số đã xảy ra ở Tây Giang và Bắc Giang trong lưu vực sông Châu Giang, nhiều nhất kể từ năm 1949 và là lần xuất hiện đầu tiên.
hai trận lũ lớn đã xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Trong số đó, sông Bắc Giang đã hứng chịu một trận lụt thảm khốc lớn nhất kể từ năm 1915. Số sông có lũ trên báo động của cả nước cao hơn 80% so với cùng kỳ năm 1998. Wang Yawei, trưởng phòng dịch vụ công và giảm nhẹ thiên tai khẩn cấp của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, kể từ khi mùa lũ bắt đầu, lượng mưa trung bình của cả nước là 280,6mm, nhiều hơn 10,7% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong lịch sử kể từ năm 2017. Trong đó, lượng mưa thể hiện đặc điểm của hai vành đai mưa ở phía Bắc và phía Nam. Ở phía Nam, lưu vực sông Châu Giang có lượng mưa lớn nhất trong cùng thời kỳ trong lịch sử, và ở phía Bắc, lưu vực sông Liao có lượng mưa lớn thứ hai trong cùng thời kỳ trong lịch sử. Wang Yawei đã cho biết có 11 trận mưa bão trong khu vực kể từ tháng 5, với lượng mưa tích lũy lớn, ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài và các khu vực mưa trồng chéo cao. Toàn miền Nam có 3.134 ngày mưa bão, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước và nhiều thứ hai trong cùng thời kỳ trong lịch sử. Trong thời kỳ nước thuyền rồng ở Nam Trung Quốc, lượng mưa tích lũy ở Quảng Đông, Quảng Tây và phần trung tâm và phía đông của đảo Hải Nam nói chung là từ 200 đến 500 mm và một số khu vực đạt 600 đến 1.000 mm. Wang Yawei cũng đề cập rằng hoàn lưu còn sót lại của cơn bão đầu tiên Chaba đổ bộ trong năm nay đã ảnh hưởng đến 16 tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương. Lượng mưa hàng ngày của hơn 60 trạm ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hà Nam, An Huy và những nơi khác đã đạt đến mức mưa lớn, và lượng mưa hàng ngày của trạm quan sát khí tượng quốc gia Hải Nam Tam Á đã lên tới 421,6mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày của địa phương. Ngoài thảm họa lũ lụt, Wang Yawei cho biết nhiệt độ trong nước trong tháng qua đạt mức cao kỷ lục. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc tháng 6 là 21,3 độ C, cao hơn 0,9 độ C so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Trong đó, nhiệt độ ở Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Sơn Tây, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy đều cao nhất trong cùng thời kỳ trong lịch sử. Quá trình thời tiết nhiệt độ cao trong khu vực được duy trì tại huyện Linh Xu, Hà Bắc đạt 44,2 độ C, nhiệt độ cao nhất trong năm nay. Yao Shewen giới thiệu rằng có nhiều mối nguy hiểm trong các dự án kỹ thuật trong năm nay và các trận lốc xoáy núi và thảm họa địa chất rất nghiêm trọng. Có 11 hồ chứa vừa và nhỏ ở Hồ Nam, Quảng Đông và các nơi khác đã xảy ra các tình huống nguy hiểm. Sông Lệ An và sông Tân Cương ở Giang Tây đã tràn và làm sập các con đê. Thiều Quan, Anh Đức và các thành phố khác ở Quảng Đông bị ngập nặng, hơn 4.000 trường hợp xảy ra chỉ riêng trong tháng trước và số người chết do các thảm họa địa chất chiếm gần một nửa số vụ thiên tai. Sau thảm họa mưa lớn xảy ra ở Trịnh Châu năm 2020, các chính quyền địa phương đã tăng cường ứng phó. Wang Ji Hong, Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị thuộc Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn đã giới thiệu tại cuộc họp. Từ ngày 7 tháng 7 năm nay, 52 thành phố trên toàn quốc đã trải qua 73 trận lũ lụt ở các mức độ khác nhau do lượng mưa lớn. Và số người chết do ngập úng ở đô thị và các công trình huyết mạch như cấp thoát nước đô thị, cấp khí đốt về cơ bản vẫn bình thường. Yao Shewen cho biết trong thảm họa lũ lụt năm nay, 1,239 triệu người đã phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Yao Shewen cho biết thêm, công tác kiểm soát lũ lụt quốc gia sẽ bước vào thời kỳ quan trọng 7 lên 8 xuống. Dự kiến từ tháng 7 này đến tháng 8 sẽ có nhiều mưa hơn ở khu vực phía Bắc, Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc và những nơi khác và thiên tai lũ lụt sẽ nặng hơn. Tân Cương, Đông Trung Quốc và Trung Trung phía Bắc là cao. Giai đoạn đầu, khu vực phía Nam ngập nặng hơn, có nhiều công trình bị thiệt hại do ngập lụt. Giai đoạn sau vẫn có mưa lớn và ảnh hưởng của bão. Khu vực phía Bắc có nền tảng phòng chống thiên tai yếu, hầu hết chưa trải qua đợt lũ lớn nên phải hết sức đề cao cảnh giác. Công tác phòng chống lũ đang phải đối mặt với áp lực kép từ phía Bắc và phía Nam. Tình hình phòng chống lũ không khả quan. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.